Quần áo mới không thích không? Thích à? Có thích không? Thích à? Có thích không? Đẹp không? Chúng xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới, chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực nhận được một phần quà đi tới là một người mẹ là nay 40 tuổi rồi và hiện tại là đang nuôi thêm là 11 đứa con. Đây mai tầm mát. Cháu cảm ơn nè. Đây cảm ơn tầm mát nè. Phong ngủ á? Tầm mát lên đi đây tầm mát. Tầm mát lên đây này. Một tên nữa. Bác là đi lấy rau lợn về của bác ạ. Hiện tại thì vào cái thời điểm hiện tại của bác, ở trên cháu Lực thì mưa rất là nhiều, cho nên là cái công việc ở nhà hai ông cháu thì phải tạm gác lại thêm là một hôm, có thể là thậm chí là lên tới hàng tuần rồi của bác ạ. Vì là mưa nhiều quá nên ra là cháu Lực không dám lấy vật liệu đi vào. Bây giờ mà cháu Lực lấy vật liệu đi vào thì sợ rằng là thứ nhất là xi của bác, xi là sợ rằng là sẽ bị chết. Còn về những cái vật liệu này kia thì cũng rất là sợ bị mất nếu mà không có vận chuyển được hết. Hiện tại thì trời đang mưa to quá các bác, chắc là cháu Lực là phải di chuyển lên trên cơ. Hôm nay thì cháu Lực có nhận được một cái phần quà là của bác Trương Thị Ngọc Minh của bác ạ, là gửi cho cháu Lực tới là gia đình là 11 đứa con đấy các bác. Hoàn cảnh vừa rồi thì cháu Lực cũng gọi là đi khám phá của bác ạ, đấy nhưng mà vô tình là gặp phải con cảnh đó cho nên là cháu Lực ghi hình lại. Và hôm nay thì cháu Lực có nhận được cái phần quà của bác Trương Thị Ngọc Minh là nhờ cháu Lực trao tặng tới hoàn cảnh đó. Nọ thì cháu Lực cũng gọi là vào cũng chưa có tìm hiểu kỹ về cái hoàn cảnh đó cho lắm các bác, nhưng trước khi hôm nay cháu Lực sẽ vào và tìm hiểu cái hoàn cảnh đó thật kỹ hơn. Hiện tại thì đang mưa khá là nhiều các bác ạ, hầu như là ôi rồi bạn gái này còn không có mặc quần áo này. Áo đâu rồi, quần đâu rồi? Bạn nhỏ đi trong lúc trời mưa còn không có mặc quần áo nữa chứ, cái chân đi luôn. Bây giờ hiện tại thì mưa khá là nhiều, mưa này thì không biết là lấy xe được vào không ấy. Trâu này có vẻ như là khá là to này. Mưa thì phải nói là đi rất là nguy hiểm các bác ạ. Mưa là tạo thành những cái khe rất là sâu quá. Có thể may là nó còn có đá cho nên là nó không có trơn mấy, nhưng mà không có đá thì trơn hơn. Không phải ra trước mặt của cô bác này, cô bác nhìn thấy rằng là cái cung đường này đi vào thì phải nói là cực kỳ âm u các bác. Này mà không cẩn thận một cái là lăn đi xuống cái hủm này là toang luôn đấy. Đây chắc lên được hai người rồi đi. Sao người vươn lên đây là mưa to đấy nhở? Thôi chỗ này là phải lấy đà lên. Và gần đến hoàn cảnh mà ông bảo cháu Lực đi vào chia sẻ rồi. Cung đường này là đi vào đường của nhà ba anh em Quỳnh với lại chùa. Ui bên này sương mù nhiều quá. Có lẽ là sẽ để xe ở đây thôi các bác ạ. Không có lấy xe đi vào nữa. Rất là may là cái
cái thùng quà này là còn bọc và là còn bọc bằng ni lông các bác ạ. Nếu không bọc bằng ni lông thì bao tải thì nó sẽ bị mưa rồi này. Vậy bà con ở trên này thì hiện tại là đang cấy xong là cái mùa vụ này rồi. Ý da, lên trên này mưa hết nhờ. Chạy 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 đi em ơi, mưa quá. Cẩn thận nhá, đất này là rất là trơn. Với lại cẩn thận là thêm là một điều nữa là chó vào trong bản mông này thì hầu như là xích chó các bác ạ. Đấy, vừa nói xong là thấy nghe tiếng chó sủa lên rồi. Cái hoàn cảnh mà hôm nọ cháu Linh đi chia sẻ đấy các bác ạ, là hoàn cảnh là của gia đình nhà em Mìn, gia đình nhà em Vân nhá. Ôi, mưa là quá ở nhà không. Vân ơi, Vân ơi, Vân ơi, yeah, cái đấy là không ai ở nhà rồi các bác ạ. Bây giờ chắc là phải đi tìm đã. Hiện tại thì mưa khá là lớn này, chắc là có thể là đang đi làm ruộng rồi. Mùa này thì đang là cái mùa làm ruộng ấy. Đeo hết rồi hả? Đeo hết rồi. Anh Vân đâu? Vừa ra đến nhà của các em thì là mưa luôn cô bác ạ. Vào nhà các em thì cực kỳ là tối. Có ở đây không? Có à? À có. Ồ, có hai chị em khác ở đây à? Ồ, thanh niên kia là còn không mặc quần à? Tìm quần mặc cho em đi. Đấy, tìm quần mặc cho em một cái. Anh Vân đi đâu rồi? Hả? Cún? Mặc xong chưa? Anh Vân đi đâu rồi? Anh Vân đi xuống xá. Bố mẹ đâu? Bố mẹ cũng đi về. Bố mẹ cũng đi á? Thế là ở nhà là có ai ở nhà không? Không. Không á? Có hai chị em khác ở nhà thôi à? Thế không còn em nào nữa à? Có à? Thế các em ở đâu hết rồi? Ở nhà bên kia à? Đi thế đi gọi các em đi nhá. Yeah. Đi gọi các em đi. Anh với lại là bố mẹ thì chắc là đi làm thuê rồi các bác ạ. Chỉ có mỗi là mấy chị em là khác ở nhà thôi. À, thanh niên đây xem nào. Đây xem nào. Phải nói là nếu mà gặp thời tiết mà mưa như này cô bác này thì không đi ra ngoài là làm gì được ấy cô bác. Còn là nếu như là mưa mà cứ kéo dài như này ấy cô bác thì còn dẫn đến là bị sạt lở rất là nhiều. Và đến thậm chí là lúc mà không có cỏ cho trâu này, không có rau cho lợn ấy, thì phải dầm mưa là đi đi làm luôn đấy cô bác. Thế hầu như là cái ngôi nhà chính thì thời xưa là trên bản mông của bác thì hầu như là nhà nào có lực cũng nhìn thấy là làm bằng trình tường hết cả. Còn ở đây thì thấy là có một cái dây điện này. Đây thì chắc là khi mà chắc là chung nhau về điện ấy, cho nên là có công tơ để mà đặt ở đây. Sao lại khóc ấy? Hả? Sao lại khóc ấy? Bạn này tên gì ấy? Chú quên rồi. Hả? Bạn tên gì? Ra đây chú hỏi. Ra đây chị ra đây. Em trai tên là gì? Tên là Bình. Hả? Tên là Giang Sơ Bình. Tên là Giang Sơ Bình à? Ồ. Bình, mẹ đâu rồi? Hả? Bố mẹ đâu rồi, có biết không? Hả? Không biết à? Thấy là với con đang khóc của bác ạ.
Thế bố mẹ thì bao giờ mới về? Không biết đâu. Thế các em là chắc là bố mẹ là đi làm rồi cô bác. Bố mẹ là đi từ sáng à hay là đi từ trưa? Đi từ sáng. Đi từ sáng á. Thế có biết là bố mẹ đi xuống làm gì không? Không biết rồi à? Thế là ở nhà là trong em ở nhà các chị với lại các anh đi đâu hết rồi? Các chị các anh đi ở xa rồi. À cũng đi xuống hết à? Nhà của bạn nhỏ này là có tận tới là 11 người các bác ạ. Thế bạn gái của tôi là gì? Tôi là Bằng. Bằng á? Bằng á? Năm nay học lớp mấy rồi? Lớp 5. Con học lớp 5 thôi à? Thế còn em trai này là tên là gì? Hả? Tên là gì? Giàng cái gì Trinh? Đây, ngồi xuống đây để chú hỏi. Ngồi xuống, nào Bình ngồi xuống, Bình. Đấy, Bình ngồi xuống đây. Đấy, chị ngồi ở dưới đi. Chị ngồi ở dưới đi. Đấy, ngồi xuống đây chú hỏi. Đấy, ngồi xuống một tí. Đấy. Bạn đây nhỏ tên là gì? Tên là Trinh à? À đây tên là Bình à? Đây là các em của em Vân của bác ạ. Nếu như các bác có theo dõi được rằng là ở phía trên những video ấy thì các bác cũng không có xa lạ gì với lại tên là Vân nữa. Vân là một người bạn của em Sử. Và cháu nó cũng không nghĩ rằng là gia đình của nhà em Vân lại có đông con thế của bác ạ. Có lẽ là hiện tại trời đang mưa cho nên là bố mẹ của các em là chưa thể mà về được nhà cả anh chị nữa. Thế là ở nhà là chắc có ba anh em ở nhà thôi. Không sợ à? Ở nhà ba anh em ở nhà không sợ à? Không sợ đâu á. Ba anh em thì có vẻ như là có nét tương đồng khá là nhiều các bác. Bình sao buồn buồn đấy hả? Sợ à? Có phải sợ không? Bình có phải sợ anh không? Có sợ không? Có không? Đang cười rồi các bác ạ. Nhà thì có bao nhiêu em trai? Ba em trai à? Thế chị gái thì có bao nhiêu người? Có 3 người. Thế còn anh trai? Cùng 3 người nữa à? Thế là nhà của em là có bao nhiêu người? Bao nhiêu anh chị em? 6 người. Có 6 người á? Bố mẹ của các em thì hiện tại là đang đi làm quê rồi bác, cho nên là vẫn chưa có về. Thế là ở nhà là thôi, cho bạn hỏi em gái nè, là em ở nhà là có chị nào đi lấy chồng chưa? Có rồi à? Cái nhà mình tổng tất cả là có bao nhiêu người? Có 11 người à? Thế ra đi lấy chồng được bao nhiêu người rồi? Được 5 người à? Thế là bây giờ là còn 6 người là ở nhà với lại bố mẹ à? Thế là ở nhà có cả anh Vân đúng không? Thế anh Vân cùng với lại là mấy chị với lại anh kia là đi làm rồi à? Thế là có 3 anh em là khác ở nhà thôi à? 3 anh em là nhỏ tuổi nhất đúng không? Thế là bạn này tên là Bình đúng không? Thế Bình phân tay chào các bà nào. Đấy, nhìn đi ra kia. Con xin chào các bà. Xin chào bà. Nào phân tay đâu hả? Con. Xin chào. Xin chào. Chào ông các bà. Ông các bà. Con tên là? Con tên là Giang Quang Bình. Năm nay được bao nhiêu tuổi? Năm nay được 5 tuổi. Được 5 tuổi rồi à? Thế là ở nhà là đã ăn cơm chưa hôm nay ấy? Được ăn rồi à? Thế là chị nấu cho hay là ai nấu cho? Chị nấu cơm cho hay là ai nấu cơm cho? Hay là bố mẹ? Ai nấu cơm cho ăn? Có vẻ như là từ này là chưa có hiểu mấy. Từ này là chưa có hiểu mấy cô bác ạ. Thế là ai nấu cơm cho ăn? Chị nấu hay là ai nấu? Chị nấu. À là em nấu đúng không? Nghĩa là nhà là nấu cơm cùng với lại là hai anh em các ăn à? Thế thì bạn này chị hiểu mới chào thấy các bà mà. Con xin chào các bà. Con nhìn gì đây? Xin chào con các bà.
Năm nay em được 1 tuổi. Học lớp mấy? Học lớp 5. Năm nay con học lớp 5. Năm nay con học lớp 5. Sang năm sau thì học lớp mấy rồi? Sang năm sau thì học lớp 6. Sang năm sau là lớp 6 à? Ừ. Và ở nhà thì có bao nhiêu người là đang được đi học? Bao người là được đi học à? Ừ. Tức là còn mỗi ba anh em là được đi học thôi á? Ừ. Mấy anh chị kia là không đi học à? Ừ. Mấy anh chị kia thì có học hết lớp 9 không? Ừ. Không học lớp 9 á? Đến lớp 6 là bỏ á? Ừ. Thế còn em thì định học hết đến năm lớp mấy? Năm lớp 9. Năm lớp 9 à? À, thế là mấy chị kia là học năm lớp 6 là bỏ đúng không? Thế còn bạn nhỏ này thì là năm nay được bao nhiêu tuổi không biết đâu? Năm nay được 4 tuổi à? À, là đi học lớp trẻ đúng không? Ở nhà thì mặt mũi này. Ô, bạn này thì có vẻ như là rất là mập mạp, rất là đáng yêu được các bác này. Ai cắt tóc cho ai? Thằng Vân cắt. Thằng Vân cắt không? Gọi là anh Vân nhá, không gọi là thằng Vân nhá. Nhá. Gọi là thằng Vân cắt à? Và thằng Vân cắt thì các bác hầu như là lên trên bảng này đấy, bạn nhỏ nhỏ nào cũng đều gọi là không gọi bằng anh, đâu gọi bằng thằng hết các bác ạ. À. Bên sau này gọi là anh Vân nhá. Rồi hôm nay thì có được lên đúng không bác, là không có bắt gặp là bố mẹ các em ở nhà cả. Bố mẹ các em hiện tại đang đi làm quê hết rồi, thực ra là có mấy chị em là tự ở nhà thôi. Và hôm nay thì có được lên thì có nhận được một phần quà là của bác Trương Thị Ngọc Minh ở Thủ Dầu Một, Bình Dương đấy, và gửi cho cháu Lực là nhờ cháu Lực chuyển cho gia đình mẹ 40 tuổi đẻ 11 đứa con các bác ạ. Có một số em thì đã đi lấy chồng và đi lấy chồng đúng không ạ, tuy nhiên là đi lấy chồng thì là vẫn chưa có đủ tuổi đâu các bác ạ, đâu đó chỉ tầm độ là 15 đến 17 tuổi thôi là chưa được cưới. Ôi bạn này vẫn ngủ à? Hả? Bạn em biết nói chưa? À Bình, biết nói chưa? Em biết nói chưa? Em biết nói tiếng phổ thông không? Không. Không á? Thế từ khanh tay chào các bà em nào nha. Bà lên chụp khanh tay. Con chào các bà. Con chào các bà. À, nói chậm chậm lại một tí. Con chào các ông, các bà. Con chào ông bà. Bà nói là con chào ông bà thôi nhỉ. Hôm nay có một bà là gửi quà cho các em, cả bố cả mẹ nữa. Thế tuy nhiên là không có bố có mẹ. Bình lấy cho anh mượn con dao rồi Bình. Đi lấy dao để anh mở cái này xem là bên trong mà có những đồ gì nào. Chị gái đi lấy dao rồi lấy cho anh mượn cái này. Rồi chị gái đi lấy dao cho anh một tí. Với cả Bình là chạy theo luôn. Bạn này thì có vẻ là nhìn mặt là rất là bầm mập quá ạ. Học lớp 4 tuổi à? Học lớp 4 tuổi à? Có lẽ là sợ các bác lại lần đầu là cháu được lên, không gọi đến lên rồi, nhưng mà có bác gặp là bạn nhỏ này nhà rồi, nhưng mà chưa được cởi mở cho lắm. Nó là rất là thương các em các bác ạ. Vào mùa đông thì chúng chỉ có những bộ quần áo để mặc thôi. Nếu mà nhau được là bên xá hay là bên người ta trợ cấp thì là nhiều khó luôn. Nào, ui, cho anh mượn tí. Đấy. Chị đâu rồi? Bảo chị ra đây. Chị ra đây. Đây thì không có bác gặp là bố mẹ các em cả. Ở đây thì thực sự ra đa số là bà con thì người ta là không có biết kế hoạch mà kế hoạch gọi là hoán gia đình đúng không? Cho nên là có rất là nhiều người, thậm chí là em Bình là mới có hơn là em mình, thậm chí là một tuổi cho đến là vài tháng thôi. Đấy, mình thì ngáp ngủ đấy nhờ. Lấy, bây giờ thì chú mở cái nghe cho anh, mở cái nghe cho nhá. Nhá. Rồi. Cho bạn chị gái nhỉ. Chị gái là đeo một cái này. Cái này không sợ đâu, cái này là gọi là tiếng mic rồi nhá. Để nói chuyện cho to ấy.
cái mây mà vừa rồi lên là cô còn bọc bằng cái bóng của bác, nếu mà vừa rồi bọc bằng vải kia thì phải nói là ướt một chút rồi đấy. Lên ở nhà lên thì không có bị mưa đâu bác, lên cái này nhiều đấy, mới mưa rồi. Có vẻ như là còn quần áo là nhiều đúng không bác? Trước tiên mà đi vào thì mình có được xin được thay mặt là gia đình gửi một lời cảm ơn tới bác Trương Thị Đồng Minh. Cảm ơn bác đã gửi những phần quà rất là ý nghĩa cho gia đình. Người bố với lại mẹ là được 40 tuổi nhưng mà đẻ ra thậm chí là 11 đứa con của bác ạ. Chị gái gửi một lời cảm ơn tới bà nhé. Ôi, nó thế nào? Con xin cảm ơn bà. Con xin cảm ơn bà. Gửi quần áo. Gửi quần áo. Cho gia đình con. Gia đình con. Con chúc bà. Con chúc bà. Gặp nhiều may mắn. Gặp nhiều may mắn. Thành công trong cuộc sống. Thành công trong cuộc sống. Rồi, đấy, bây giờ là đến Bình nào. Đấy, khoanh tay nào. Con nhìn ra kia. Con. Con. Xin cảm ơn bà. Cảm ơn bà. Đã gửi quà. Đã gửi quà. Cho gia đình con. Cho gia đình con. Con cảm ơn bà rất là nhiều. Rồi, cảm ơn bà rất là nhiều. Bà này đi, có biết cảm ơn nào? Thay tay nào, thay tay. Thay tay. Thay tay. Nói, chị gái thì nói bằng chính mong bảo em đi thay tay xem nào. Thay tay. Con cảm ơn. Con cảm ơn. Con nói chuyện bây giờ chị gái dậy đi. Con đi. Bạn này thì tiếng phổ thông chắc là chưa biết nhiều mấy của bác. Ở nhà thì em có nói chuyện chưa? Biết rồi à? Chỉ biết là một nói một tí là hoảng sợ rồi. Đấy, là từ từ đấy. Bố mẹ đi là thường thường là tầm mấy giờ về? 5 giờ. 5 giờ là về à? Thế là nhà của em là cái hết chưa? Cái ruộng hết chưa? Cái lúa ấy? Cái rồi à? Thế là hôm nay là bố mẹ cùng các anh là mới đi làm thuê à? Thế là bố mẹ đi làm thuê làm cái gì không? Không à? Ui, rất là nhiều quần áo đấy, hầu như là những bộ này là toàn là bộ mới nào mà chúng tôi cho các em là thay hết. Thay hết đã. Xem là bây giờ lựa ra là cái nào là của bạn nhỏ nào không các bác? Quần áo mới không thích không? Thích à? Này thì không biết là vừa bạn nào đây nhỉ? Ôi, quần này thì là không vừa có bạn này mà quần này là không biết là quần con trai con gái rồi. Có vẻ như là nhìn phong cách là giống con trai một chút các bác ạ. Có được để ở đây các bác xong mà tính thì có người sau bây giờ là đang xem là cho các em là mỗi người là cho ba em là mỗi người một bộ để mà cho các em thử. Đây thì là quần của đây xem là có vừa của không vừa đâu, to quá các bác ạ. Đi lấy cho chú một mấy cái bao tải để vào đây. Bao tải sạch ấy. Chị gái anh nhá. Đấy, đi tìm cái bao tải sạch nhá. Bình, anh tìm quần áo cho nhá. Thích quần áo mới không? Thích à? Thế bao lâu rồi chưa có quần áo mới? Cái áo mới này, bao lâu rồi bố mẹ mua cho rồi? Biết không? Còn nhớ không? Cười đấy các bác, cười là chắc là không nhớ rồi. À, nay lấy quần áo cho Bình nhá. Rồi. Xem nào, vừa quá chưa? Bạn này thì có vẻ là chưa vừa, còn bạn này thì vừa. Thì xem tìm cái áo thì nó nhỏ hơn. Đây, xem thì lớn quá thôi. Còn là cái nào lớn thì nó sẽ để lại xong là để một tí nữa. Bảo bố mẹ về là cho. Bây giờ là Bình thay quần này cho
cho anh nhá, cắt mắt anh nhá. Có không? Bình say luôn nè. Đây à, có cả thân lưng rồi nè. Đấy, đính cái thay luôn đây này, đi mặc luôn đây. Thay quần đi, đấy, đi ra cái thay, đi ra cái thay, đấy. Đây, thay đây, đấy, ra cái thay luôn. Còn thì xem bạn này nữa. Cái quần nhỏ này thì là vừa của, à đây, vừa. Bình ơi, Bình ơi, Bình à, Bình ơi, Bình. Ra đây, xem là cái này to hơn một tí thôi. Bạn thì là chắc là vừa cái này rồi. Thay luôn nhỉ. Thay quần nhá. Nhá. Thay cái này nhá. Nhá. Gật đâu. Nói sao chứ mà chúng mong không biết nói mấy nữa. Chỉ để một tí cho các chị gái thay cho. Phải vẫn còn mà xem á. Chẳng nào cái đấy thì đều lực tục là mới cả đó. Chúng phải nói là cuộc gia đình của nhà cô đó thì vừa rồi có một câu nói đấy là do là cuộc kế hoạch hóa gia đình cho nên là để rất là nhiều để rất là nhiều có những bạn là chỉ cách nhau là tầm độ là một tuổi cho đến tầm là vài tháng thôi đấy, nhưng mà phải nói là tuy nhiên là để được bao nhiêu là nuôi đấy nhiều lắm, cũng không có suy nghĩ để mà gọi là bán hay là như thế nào cả. Nên là mấy bạn Bình ơi, đâu rồi? Thay xong chưa? Thay xong chưa? Thế để cho Đức sẽ phải thay cho bạn nhỏ luôn đúng không? Nào, thay đây chưa? Đứng lại đây nào, đứng lại đi. Đấy. Đó. Đây. Đẹp không? Thích không? À, biết nói rồi. Nào, đứng lại nào. Đứng lại. Nào, Bình ơi, đây, xuống nào. Ra đây, xuống nào, Bình ơi. À, đợi ở cái kia ra. Nào, đây. Bình ơi, đây, Bình ơi. Đây, đứng đây. Đứng ở đây. Đây, chú Bình ạ. Cái này làm gì đây? À, để quần áo mới à. Nào, thế nào. Phải khóa này lại. Được. Thích không? Chị gái ơi. Bạn gái kia đâu? Bạn gái đi ra đây để chú tìm cho cái mà tìm đâu cái nào, anh tìm đâu cái nào. Đấy, thăm được gần thôi, rất là chị sò. Từ từ nhé. Thích áo mới không? Thích à? Nào, có ra đây tí. Đấy, vào mặc phước, rồi. Đấy, giờ tìm cho chị gái một cái đâu. Chị gái là thế nào? Lớn không? Lớn quá thì chắc là mặc quần để cũng được này. Ở nhà còn có anh nào lớn không? Đây, thử cái quần này xem nào. Đấy. Đấy, bỏ cái váy ra nhá. Đấy, ra cái thử đi. Rồi, nào, hai em thế nào? Hai Bình cái này Bình. Đấy, hai em mà vừa luôn các bác ạ. Bình có vẻ là có một chút, còn một chút. Còn cái này thì sẽ được xé để vào đây để cho là tí nữa. Để cho là một tí nữa khi mà mẹ các em về thì sẽ bảo các em ở đây. Còn mình sẽ lại tiếp tục là mở thêm là áo nữa. Nào, ngồi xuống đi đấy. Có thích không? Thích à? Có thích không? Ồ, đẹp không? Thế like được cái. Like được cái. Đấy, bạn nhỏ này ra nha. Like được cái. Ờ, đang ra. Đấy, còn đang ra. Chi đây, cho các bạn lê like. Đấy, còn đang ra. Rồi nhá, bây giờ là đến áo đây này. Đấy, ui dồi, áo này đẹp chưa? Đấy, đây này. Áo mới này. Yeah.
Đâu là chị gái đâu, xem nào. À đây, của chị gái gì kìa. Đấy, ba nào, ba em mình đứng lên xem nào. Đây, ba em phải đứng lên xem quần mới nào. À, vừa không, vừa nhờ. Đấy, rất là vừa. Cái này là cũng là phân lưng các em nhá. Để mà sỏ đấy nhá. Nhá, nhớ chưa? Đấy, ngồi xuống đi. Đây là tìm áo này. Áo này thì là... Ôi, áo nó nhỏ thế nhỉ? Nó nhỏ quá. Áo này thì là vừa. Vừa của em này thì là... À, lúc nào mà đợi đều xong nhá. Thế nào? Vừa không ạ? Còn cái này là... cái áo này thì cũng vừa. Đấy, chú để đây cho nhá. À, cái này là cái của... khăn lau miệng này. Cái này là khăn lau miệng thì... cái này có bảo. Cái này là cái khăn lau mặt nhá. Lau mặt, lau miệng này nhá. Lau mũi nhá. Rồi, chú ra để đây cho nhá. Để trong chậu lên nhá. Đây cũng phải nhá. Thấy chưa? Đây là cũng phải nhá. Chị nào lớn thì bảo là chị mặc cái này nhá. Ừ. Ba cái rất là chú đáo quá rồi. Ở đây có được phải bỏ ra hết, có bao nhiêu bỏ hết thì mới biết là bộ nào là cho bộ nào các em là mặc vừa luôn. Cái này cho mẹ nhá. Đấy. Bây giờ thì bạn gái này là còn đi học này. Đấy. Đấy, đi thử mặc cái này là thế nào. Đấy, mặc vào nhá. Cái này là cũng là cái của em nhá. Nhưng mà anh để đây cho. Đấy, còn ba bạn này thì là bây giờ là phải tìm áo không á. Đây, đây. Đây cũng quần áo của chị thôi. Đây là quần áo của mẹ nhá. Rồi. Mẹ về thì bảo là cho mẹ nhá. Cái này thì cho anh Vân nhá. Được chưa? Thế nào, anh xem nào, có bộ nào vừa cho hai anh em được chưa? Cho hai anh em để mặc luôn. Ờ, cái này là của bạn lớn hơn. Bình dậy thế nào? Bình dậy thế nào? À, em còn chỉ. Đấy. Bây giờ bỏ cái áo đi ra nhá, thay áo đi vào nhá. Bỏ luôn đi, không phải ra kia đâu. Đấy. Đấy, thay mặc luôn cho một bộ mới. Ấy là... Đấy, từ từ nào. Mặc vào. Mặc vào. Đấy. Vừa chưa? Vừa rồi à? Đấy, vừa đây nhá, bây giờ xem nào. Xem là bạn này nữa. Nào, chị gái kia ngồi đấy. Đấy, mặc xong ngồi đấy. Xem là em trai nữa. Cái nào mà một tí nữa, cái nào mà em mặc được thì lại là cho em nhá. Chia nhau nhá, bảo vệ lại cả mẹ kế nhá. Cái này thì chắc là của anh Vân thôi. Anh Vân mặc được này nhá. Hầu như là áo nào cũng đều là áo mới hả các bác ạ. Áo này là của đấy, của đại ca, Bình nhá. Nha. Còn là cái này là của cái lớn, rất là của anh Vân nhá. Còn là ui đây này, ui đây này, còn thêm rất là nhiều quần áo nữa. Cái này thì chắc là của bố với của mẹ nhé. Không bỏ ra nữa. Cái này thì cũng là của các anh thôi nhé. Ồ, đây có rất là nhiều quần vải này. Đấy, đây thì cho các chị với lại mẹ nhé. Đây cũng có đấy. Đấy. Cái này thì hầu như là
Tao của con gái của bác ạ, cái này em. Đây là của con gái đấy thôi. Đây là của con gái đấy thôi các bác ạ. Để cho các chị nghe lên này. Cái này cũng là quần, quần là của con gái hết các bác nhé, cái này sẽ không có bỏ ra nữa. Đấy, ba anh em là rồi bạn này chưa thì mình đéo được mặc nhờ nhỏ đấy cho này là vừa đúng không, là thứ đấy mặc cho nào cũng là vừa này, bỏ áo đi anh nhá. Rồi đấy. Ây da, ui ôi, đây. Kéo chị em ra. Có vẻ như là đầu có đau không? Đau. Có vẻ như là thưa các bác này, áo này thì là rất là lâu rồi các bác. Thành ra là các bác nhìn thấy đây những cái cổ này hỏng ấy. Cái này có thể là quần áo này là trước là của mình, xong là cho bạn này đấy các bác. Đó. Cái áo này còn đâu không nhá. Có đâu không? Không. Ồ, không đâu à? Đấy, bỏ vào. Cái này nhá. Đấy, rồi. Đấy, đứng lên xem nào. Xoay xem nào. Nào, đứng lên xem nào. Đặt mình lên. Đấy, đẹp đấy, quần này cũng vừa này. Các bạn này thì là phải sắm lên một chút các bác ạ, vì nó không có bị bẩn. Như là bình thì cũng phải sắm rồi nhờ. Bình là vừa rồi nhờ. Nó sẽ được là gọi là như là hai bạn nhỏ đấy các bác này, sẽ được là 4 người để tầm là 2 đến 3 bộ. Ôi, cái mũ đâu ấy? Thích áo đẹp không? Thích à? Ê, bạn gái này thì cho anh hỏi là bao nhiêu lâu rồi chưa có áo mới như này? Bao nhiêu lâu rồi chưa mua áo mới? Có nhớ không? Không nhớ à? Rất là lâu rồi à? Ồ, có vẻ như là rất là lâu rồi đó. Bạn này thì là năm nay, năm sau là đến lớp 6 rồi nhờ. Cũng như cái bộ quần áo mới này thì là cất để mà đi học nhá. Thế đi học như này thì thường thường là bố mẹ có mua áo mới cho không? Không mua, thế là mình mặc áo cũ để mà đi học thôi à? Đi học thì có cặp, có sách, có vở không? Có cặp không? Có à? Cặp thì bố mẹ mua cho hay là như nào? Bố mẹ là mua cho à? Mình thì là mình năm sau còn học lớp môn giáo không? Hay đến lớp 1 rồi? Đến lớp 1 rồi á? Bây giờ đây đây, cho nào, ra đây chú hỏi cho nào, ra đây chú hỏi cho nào. Lại cho ơi giải ơi. Đấy. Đẹp luôn. Không có dép à? Có. Có, thì dép của mình là ở đây đi đâu rồi? Đi đâu? Ê, sau này đi học có dây không? Quay lại cho tôi, anh hỏi cho nó. Sau này đi học có dây không? Cho anh hỏi là mình có dây chưa? Không. Không có dây á? Thế là có dép thôi à? À, cái ba bạn nhỏ thì là vừa rồi chấm được cung đá. Thế nào, vừa lấy tiên chị gái rồi. Đấy. Ba bạn nhỏ thì vừa rồi chấm được cung đá, lựa xong là quần áo thôi. Còn là ở trong này thì, với lại trong này nhá, là một tí nữa là mẹ về, đã các chị các anh về ấy, thì là bảo các chị các anh là xem là bộ nào vừa thì là mặc bộ ấy nhá. Thế còn là em thì là xem là bộ nào vừa thì là em mặc nhá. Để cất lại xong rồi đến lúc mà mình đi học ấy, mình mặc mình lấy bộ quần áo mới để mà đi học nữa. Nhìn cái áo này thì có gì đấy đẹp không, có ưng không hả, có thích không? Có à? Thế thì thích như này thì gửi một lời cảm ơn tới bà nhá. Rồi đấy. Con xin cảm ơn bà Trương Thị Ngọc Minh. Con xin cảm ơn bà
Trương Thị Ngọc Minh. Trương Thị Ngọc Minh. Wow. Con chúc bà thật nhiều sức khỏe. Con chúc bà thật sức khỏe. Rồi. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Hôm vừa rồi thì cháu Lực cũng đã gửi cái phần quà đấy cho gia đình của bác đấy, nhưng mà tuy nhiên là hôm nay chỉ có bác gặp là ba anh em ở nhà thôi. Đấy, nếu mà có đông đủ là cả nhà ở nhà thì có phải nói là rất là đông đúc cô bác ạ. Còn ngôi nhà hiện tại thì là theo như cháu Lực biết thì cô bác là bên nhà cũ thì là đông người quá. Bạn nhỏ này dẫn chú đi vào, đến anh đi vào nhà cũ được không? Để đi. Anh em mình đi vào nhà cũ một tí nào đây. Đi. Bà chị em phát nhau đi tìm một cái bộ quần áo mới rất là đẹp. Phải nói là rất là thấp của bao này. Được hơn 1m60 tí. Đấy như kiểu ấy. Em buổi tối là ăn cơm ở bên này hay là ăn cơm ở bên kia? Ăn cơm ở bên này à? Thế là nồi này là nồi gì đây? Ô được cơm à? Cơm này là nấu đợi bố mẹ à? À thế là tên là gì nhỉ? Anh lại quên rồi. Tằng đúng không? Thế là Tằng cùng các em là ở nhà nấu cơm như này à? Là đợi bố mẹ với lại các anh à? Thế nhà mình thì ăn cơm với lại gì? Ăn cơm với rau. Cơm với rau à? Có thịt để ăn không? Không có thịt á? Thế bình ăn cơm thì ăn cơm với lại rau thôi à? Thế một ngày ăn cơm với rau thì được bao nhiêu bát? Một bữa này được bao nhiêu bát? Ăn được bao nhiêu bát cơm? Là được bao nhiêu bát? À hỏi em xem lại, em ăn được bao nhiêu bát? Một hay là hai? Ý nào? Hả? Ý nào? Ý bát hay là áo bát nào? Hả? Bình? Không bát. Thế cô ăn cơm mà không bát? Thế ăn được hai bát à? ăn được như này không? Hả? Ăn được. Ăn được à? Ăn được hai bát à? Phải ăn cơm với rau thôi. Các em thì phải nói là thưa các bác ạ, gia đình đông người quá. Đấy, cô bác nhìn thấy được rằng là tận là 10, cả bố mẹ nữa là 10, là 8 đến 9 người. Đấy, còn tuy nhiên là có 4, 5 người thì là đi lấy chồng rồi. Đấy, là ăn một nồi cơm là đâu đó cũng chỉ là chắc là tầm được là mỗi người ở tầm là một bát là đến hai bát thôi. Thế còn phía bên này là ai ngủ đây? Cháu được nhìn thấy là cũng có hai giường của bác ạ. Thế là mỗi mẹ là mỗi người ngủ một giường à? Ồ, thế là đây này. Cháu được nhìn thấy là quần áo khó nhưng mà cô bác khó là chắc là mấy anh em làm vừa rồi cháu được bảo đấy là thí dụ như bây giờ là em Bình mặc rồi xong là đến là bạn nhỏ nhỏ với mặc nữa. Này thì có thể là như trước kia mà không làm nhà dưới thì là chắc là giải rác ra bên này để ngủ hết. Thế là nấu cơm là ăn hết ở bên này à? À. Thế là bây giờ cho chú đi vào, cho anh đi vào xem nhà mới thôi nào. Đi. Sinh hoạt thì là ăn uống đấy kia thì là vẫn ăn ở nhà cũ, còn chắc là ngủ nghỉ đấy thì là lên vào trong nhà mới là đi cùng. À cái gì ấy? Bye bye á. Ồ, nhà mới thì có vẻ như là rất là rộng rãi luôn. Thế là chỗ ngủ của mấy anh em là ngủ đâu? Không ngủ đây à? Thế là phía bên này là có mẹ với lại là có các em ngủ thôi à? Thế bố mẹ là không ngủ cùng ở đây à?
nhà này thì gọi là chỉ làm mới ngủ thôi các bác ạ. Đấy là mới ngủ thôi, còn ăn cơm này kia là vẫn sinh hoạt ở là nhà cũ. Thế bình là cụ ai thì ngủ? Cụ anh chị thì ngủ à? Thế mỗi lần mình ngủ thì giường ngủ được bao nhiêu người hả? Ba người. Được ba người à? Thế là được ba anh em à? Ừ. Thế còn các chị nữa thì ngủ đâu? À, trên này á? Trên này là cô chú ngủ à? Ồ, thế là hầu như là tôi xâm lại nhìn nhau ấy để mà ngủ bác ạ. Đấy, đang khỏe quần áo với nhau ấy. Nào, thích nhỉ, đi ra ngoài đây. Đấy. Đấy, bạn gái đây thì là mấy đứa đi học thì là những cái bộ này đi học nhé. Đấy, gấp gọn vào mấy đứa đi học là mặc nhé. Đấy, chứ không là mấy đứa là tranh bóng quần áo mới đâu nhờ. Xong là một tí là cất cái này vào túi bóng, xong là mẹ về thì bảo là đi cho mẹ nhá. Bảo là hôm nay là có anh Lực là anh ấy lên là gửi quần áo cho nhá. Bảo là có một bà là gửi cho nhá, là bà Trương Thị Ngọc Minh nhá. Rồi, đây có lẽ là chắc phim này cũng khá là dài rồi các bác ạ. Các bạn được cũng xin được là chia sẻ với các bác ạ. Và hoàn cảnh của nhà các em các bác thì là để mà đủ ăn đấy các bác, thì chắc là cũng không phải đủ ăn thôi đấy, nhưng mà bữa cơm hàng ngày thì hầu như là cũng chỉ ăn rau này với lại thêm là xưa này kia thôi, ít khi là được là ăn thịt. Cho nên là nhìn các em là người nào người đấy năm nay thì được là đến lớp 1 thì có bao nhiêu, nhưng mà một bạn là vẫn còn là bé tính thì em mình nhé. Cảm ơn cô xin được phép làm tóm tắt qua về cái hoàn cảnh của gia đình một chút các bác nhé. Ở video trước thì vẫn có đi vào và gọi như là vào thăm khám phá một cái bản làng các bác, và rất là ngưỡng ngào với lại hoàn cảnh của gia đình của nhà em Vân, rằng là mẹ năm nay có được có 40 tuổi thôi đấy, nhưng mà tuy nhiên là sinh được đẻ được tầm tới là 11 người thôi các bác, 11 người phải nói là rất là đông. Nếu mà như độ tầm là 1 năm về trước mà lên thì gia đình là chỉ có mượn tất cả là ở vào trong cái ngôi nhà góc nhỏ bên này các bác. Có thể là nhìn ở bên ngoài thì là ngôi nhà rất là to các bác nhé, nhưng mà khi mà đi vào bên trong ấy, là một cái ngôi nhà không là diện tích rất là hẹp. Đấy, rất là hẹp các bác ạ. Đấy, còn bé là có lực cũng xin được là chia sẻ với các bác ạ, hoàn cảnh của gia đình các bác. Cảm ơn cô xin được là kết thúc ở đây các bác, và xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý ông bà con cô chị ở số tiếp theo trên kênh nhà bản em. Và xin chào các bác, mình gửi một lời chào tạm biệt với các bà nhé. Nào hôm nay con chào tạm biệt các bà. Con chào tạm biệt các bà. Con chào tạm biệt các ông các bà. Rồi đây thử nói lại một lần xem nào. Con chào tạm biệt các bà. Nào bây giờ đến là bạn gái đây này. Đấy, thay tay vào đứng ở đây một tí. Đứng đây, đấy nhìn đây này. Con chào tạm biệt các ông các bà. Con chào tạm biệt các ông các bà. Rồi, đấy, nào, đến bạn nhỏ này đứng lên nào. Đứng lên. Nhìn ra đây. Con chào tạm biệt các ông các bà. Con chào tạm biệt các bà. Con chào tạm biệt các ông bà. Ông bà. Rồi, bye bye. Bye bye. Bye bye.